Thảo Vy xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ukraine sẽ được Pháp chuyển giao bom dẫn đường Hammer có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, ngay cả khi được thả từ độ cao thấp. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Conu tuần trước thông báo, nước này sẽ chuyển giao cho Ukraine 50 quả bom tăng tầm Hammer mỗi tháng từ nay đến cuối năm 2024. Ông cũng cho biết mẫu bom này vốn được thiết kế để trang bị cho chiến đấu cơ Mirage và Rafael đã được chỉnh sửa để có thể gắn trên máy bay do Liên Xô sản xuất trong biên chế không quân Ukraine, song không tiết lộ dòng cụ thể. Loại bom này sẽ giúp quân đội Ukraine tập kết mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến nga. Loại bom này có thể giúp quân đội Ukraine tập kết mục tiêu nằm sâu sau phòng tuyến nga. Ông Lekunu nhấn mạnh. Hammer là bom tăng tầm do Tập đoàn Quốc phòng Safa của Pháp phát triển từ những năm 1990, được đưa vào biên chế quân đội nước này từ năm 2007. Về mặt kỹ thuật, nó là loại bom thông thường được hoán cải thành bom thông minh bằng việc gắn thêm kích chuyển đổi, tương tự dòng JDAM do Mỹ sản xuất. Bản tiêu chuẩn gồm một quả bom 250 kg với hệ thống dẫn đường gắn ở phần mũi và bộ kích tăng tầm REC ở phần đuôi. Hammer còn có các phiên bản sử dụng bom 100 kg, 500 kg và 1.000 kg. Cái chuyển đổi của nó cũng có thể được dùng với bom xuyên phá bom ke Blue 109B nặng 900 kg của Mỹ. Bom sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ bởi định vị vệ tinh GPS giúp nó có thể tấn công chính xác mục tiêu cố định đã được cung cấp tọa độ cụ thể. Một số biến thể được trang bị hệ thống dẫn đường ở pha cuối như đầu dò laser bán chủ động hoặc cảm biến ảnh hồng ngoại giúp nó có thể tập kích cả mục tiêu di động và tăng độ chính xác của đòn đánh. Java cũng cung cấp các tùy chọn dẫn đường khác để bom Hammer có thể hoạt động ở môi trường không có định vị vệ tinh GPS nhằm đối phó biện pháp tác chiến điện tử gây nhiễu của Nga. Điểm khác biệt của bom Hammer so với dòng JDAM là nó được trang bị thêm động cơ rocket sử dụng nhiên liệu rắn, lý do khiến nó còn được gọi là hỏa tiễn. Bom Hammer và Jdammer, phiên bản được trang bị kích tăng tầm của Jdam, đều có tầm bay tối đa khoảng 70 km khi được thả ở độ cao lớn. Song mũ bom của Pháp có thể bay xa hơn khi thả ở độ cao thấp nhờ có động cơ rocket, điều mà dòng Jdam không có. Động cơ rocket và hệ thống dẫn đường cũng giúp bom Hammer có thể bay theo quỹ đạo thẳng hoặc hướng lên trên thay vì chỉ hướng xuống như bom Jdam. Điều này giúp nó có thể bay qua địa hình đồi núi cũng như phóng từ khu vực có nhiều vật cản dễ ẩn nấp. Nếu được Pháp chuyển loại bom Hammer có khối lượng lớn hơn bản tiêu chuẩn, Ukraine có thể sử dụng chúng để tập kích nhiều mục tiêu hơn so với bom Jammer khối lượng 250 kg hiện nay. Phiên bản Hammer cấu tạo từ bom xuyên phá bom ke Blue 109B sẽ giúp lực lượng Ukraine phá hủy các mục tiêu kiên cố như cầu hay hầm ngầm. Hiện chưa rõ Hammer sẽ được Ukraine trang bị cho máy bay dòng nào, song nhiều khả năng sẽ là tiêm kích Su-27 và MiG-29. Hai mẫu chiến đấu cơ đã được không quân Ukraine hoán cải trước đó để sử dụng được bom JDM, vốn có kích thước và khối lượng tương đương Hammer. Một ứng viên khác để gắn bom Hammer là cường kích số 24 hiện đã được chỉnh sửa để có thể khai hỏa hỏa tiễn hành trình Storm Shadow EG Scabs. Bom Hammer sẽ mang tới cho không quân Ukraine năng lực tấn công chính xác lực lượng Nga, bao gồm cả những mục tiêu ở xa tiền tuyến. Tầm bay xa của nó giúp phi công có thể tung đòn đánh ở ngoài tầm hoạt động của hệ thống phòng không đối phương, giảm nguy cơ bị bắn hạ, chuyên gia quân sự Joseph Trevithick nhận định. Trong một diễn biến liên quan, có vẻ như lợi thế trên chiến trường của Nga sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa khi mà Ukraine cho biết các phi công của họ đã hoàn thành việc huấn luyện với các hướng dẫn viên phương Tây về máy bay F-16. Loại máy bay thay đổi cuộc chơi mà Kyiv từ lâu đã khao khát sở hữu để chống lại Nga có thể được tung ra chiến trường trong năm nay, Dostoyevsky đưa tin. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Enak tiết lộ với đài truyền hình quốc gia rằng các đồng minh của Kyiv đang đào tạo phi công của chúng tôi một cách rất rất bí mật. Quá trình này được tiến hành, các phi công đã bay trên bầu trời cùng với người hướng dẫn, ông Enak nói. Tuyên bố trên được đưa ra sau bình luận của ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuliba vào tuần trước trên truyền hình địa phương nói rằng các máy bay F-16 sẽ được lực lượng Ukraine sử dụng trong năm nay và việc chuẩn bị cho cuộc không kích đầu tiên của loại máy bay này đang được tiến hành theo kế hoạch. Các phi công, kỹ sư và cơ sở hạ tầng đang được chuẩn bị, ông Kuliba nhấn mạnh. Vào tháng 8 năm 2023, Washington cuối cùng đã ủy quyền cho các đồng minh cung cấp cho Kyiv các máy bay chiến đấu tối tân do Mỹ sản xuất. F-16 có hệ thống điện tử hàng không và radar hiện đại hơn các máy bay phản lực MiG và Sukhoi thời Liên Xô mà không quân Ukraine đang sử dụng. Một nhóm gồm 14 quốc gia đã cam kết cung cấp máy bay và hỗ trợ huấn luyện cho Ukraine, nhưng vẫn chưa chắc chắn về thời điểm F-16 được đưa đến Ukraine và được sử dụng trong chiến tranh. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, ông Inas rằng các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên có thể xuất hiện ở Ukraine vào mùa xuân năm 2024 và khoảng 150 chiếc trong số đó sẽ đủ để bảo vệ không phận nước này. Nếu như việc cất cánh F-16 sẽ giúp bảo vệ không phận Ukraine, thì thông tin sau đây sẽ khiến Putin khóc thét bởi phòng kim cô đang bảo vệ nước Nga đang ngày một thắt chặt hơn nữa. Theo đó, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ duyệt Thụy Điển vào NATO giúp Stockholm tiến gần hơn việc trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh. Các nghị sĩ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23 tháng 1 bỏ phiếu phê chuẩn nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển với tỷ lệ 287 ủng hộ, 55 phản đối. Tổng thống Tayyip Erdogan dự kiến ký thông qua văn kiện trong vài ngày tới, hoàn tất quá trình phê duyệt của Ankara đối với Stockholm. Thủ tướng Thụy Điển Christensen hoan nghênh động thái. Hôm nay, chúng tôi đã tiến gần thêm một bước đến mục tiêu trở thành thành viên của NATO, ông Christensen viết trên X. Để trở thành thành viên NATO, Thụy Điển cần một quốc hội toàn bộ 30 các nước thành viên chấp thuận. Hungary hiện là quốc gia duy nhất chưa bật đèn xanh cho quốc gia Bắc Âu. Tôi hoan nghênh quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển vào NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết. Tôi mong chờ Hungary hoàn tất phê chuẩn sớm nhất có thể. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói, Thụy Điển là đối tác mạnh, có năng lực quốc phòng và việc Stockholm gia nhập NATO sẽ giúp liên minh an toàn hơn, mạnh hơn. Nga chưa lên tiếng về diễn biến. Phần Lan cùng Thụy Điển hồi tháng 5 2022 nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Putin phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine kết thúc hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Phần Lan hồi tháng 4 năm 2023 gia nhập thành công sau khi nhận được sự ủng hộ từ 30 nước thành viên, trong khi Thụy Điển lúc đó gặp trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thụy Điển thực hiện nhiều bước hơn để kiềm chế các thành viên của đảng công nhân người Kurd, PKK, nhóm bị liên minh châu Âu và Mỹ coi là nhóm khủng bố. Stockholm sau đó đưa ra luật chống khủng bố và dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cũng từng ám chỉ việc phê duyệt Thụy Điển có liên hệ với thương vụ mua F-16 của Mỹ và Canada cam kết dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 23 tháng 1 viết trên X rằng ông đã mời người đồng cấp Thụy Điển đến Budapest để thảo luận về việc gia nhập NATO. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cùng ngày phản hồi, nước này không có lý do để thảo luận với Hungary. Khác với Thổ Nhĩ Kỳ, ông Billstrom cho biết Hungary không đưa ra điều kiện tiên quyết nào khi Thụy Điển được NATO mời gia nhập hồi tháng 7 năm 2022. Hungary thường chỉ trích Thụy Điển vì có thái độ thù địch công khai, cho rằng Stockholm không có động thái để củng cố quan hệ song phương. Greg Kali Gulyas, chánh văn phòng Thủ tướng Hungary ngày 18 tháng 1 cho rằng chính phủ Thụy Điển nên liên lạc, hỏi xem Quốc hội Hungary có lo ngại gì và họ có thể hành động như thế nào. Thưa quý vị, Hiện tại, theo báo cáo của cả hai bên, thủy quân lục chiến Ukraine đã được đào sâu và được hỗ trợ bởi hàng loạt máy bay không người lái tấn công, đang giữ vững vùng đất chiếm được lần đầu tiên vào giữa tháng 10. Theo một số nhà quan sát độc lập, cho dù lực lượng Nga có cố gắng làm gì đi chăng nữa, họ cũng không thể đánh bật được người Ukraine, những người sẽ vẫn ở đó trong những tuần và tháng tới ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng nga đã phải chịu tổn thất nặng nề đến mức một số binh sĩ được cho là đã từ chối tấn công theo nhiều nguồn tin của ukraine và nga nỗ lực của moscow nhằm quét sạch đầu cầu bằng các cuộc tấn công mặt đất quy mô lớn gần như đã dừng lại một dấu hiệu được hãng thông tấn độc lập UNIAN đưa tin đầu tiên là máy bay không người lái tấn công và pháo binh theo yêu cầu của Ukraine đã có thể di chuyển qua rừng thông rộng rạp và những con đường đất trải dài khắp các vùng đất thấp xung quanh làng bờ trái Krenki mà không gặp nhiều nguy hiểm. Hãng thông tấn này đưa tin ngày 14 tháng 1 rằng, các chỉ huy của quân đội vũ khí kết hợp số 18 của Nga hoạt động trong khu vực đó đã tái sử dụng trung đoàn xe tăng 17, đội hình tấn công mạnh nhất của họ, sử dụng xe tăng T90 cao cấp nhất để phục hồi đội hình hàng chục chiếc của các phương tiện chiến đấu tàn tật rải rác trên đường xung quanh Krynky. Báo cáo cho biết việc toàn bộ trung đoàn xe tăng với hàng chục xe tăng T-90 tiên tiến nhất của Nga được giao vai trò xe kéo quân sự là một dấu hiệu cho thấy mức độ tổn thất của Nga xung quanh Krenki. Natalia Humeniuk, thư ký báo chí của Bộ Chỉ huy Liên hợp miền Nam AFU, trong một cuộc phỏng vấn tin tức trên truyền hình ngày 14 tháng 1 đã khẳng định rằng, Tổng thất của Nga đối với lực lượng mà Điện Kremlin coi là lực lượng tấn công có thể sử dụng được đã đẫm máu đến mức lính dù và bộ binh hải quân được huấn luyện và trang bị tốt hơn đã từ chối mệnh lệnh tiếp tục tấn công. Trong một tuyên bố hai ngày sau đó, Humeniuk cho biết bom và pháo của Nga đã sang phẳng mọi tòa nhà ở làng Krynky, nhưng quân đội Ukraine vẫn giữ vững vị trí và đáp trả bằng các cuộc phản công cục bộ, Bà tuyên bố rằng mọi cuộc tấn công trên bộ của Nga nhằm vào các vị trí của thủy quân lục chiến đều khiến quân xâm lược bị tổn thất hơn 50%. Một video chiến đấu điển hình được công bố vào ngày 10 tháng 1 cho thấy một máy bay không người lái trị giá 500 đô la của Ukraine đã đốt cháy một xe bọc thép chở quân BMP-4 mẫu cũ bị bỏ rơi của Nga trị giá 2 triệu đô la bằng cách bay vào một cửa hầm mở và cho nổ tung quả lựu đạn mà nó mang theo. Nghiên cứu nguồn mở của Kiev Post cho thấy, đoạn video được ghi lại ở một vùng trũng gần sông Dnipro. Video được Brody đăng tải hôm 16 tháng 1 cho thấy, xe bọc thép chở quân, xe tải quân sự, xe bán tải, xe chiến đấu bộ binh BMP, pháo tự hành của Nga bị tiêu diệt bởi các cuộc tấn công dường như không ngừng nghỉ của máy bay không người lái Ukraine. Một số phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển. Tất cả các cuộc tấn công được ghi lại đều diễn ra vào ban đêm, với các cuộc tấn công được ghi lại bởi máy bay không người lái được trang bị camera quan sát ban đêm. Kiev Post đã có thể xác định được vị trí địa lý của một số, nhưng không phải tất cả các hoạt động liên quan đến khu vực Green Key một số ước tính độc lập về tổn thất của Nga ở khu vực Krenki ủng hộ tuyên bố của Humaniac và những người Ukraine khác rằng lực lượng phòng thủ của Kiev đang phòng thủ và lực lượng Điện Kremlin đang phải chịu mức thương vong rất lớn. Trong một số trường hợp, ngay cả blogger thân Nga trong những tuần gần đây cũng phạn nàn về sự hiện diện đông đảo của máy bay không người lái tấn công của Ukraine trên đầu cầu. Oryx, một nhóm nghiên cứu đánh giá và lập danh mục tổn thất về thiết bị và nhân sự của cả hai bên kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine trên quy mô toàn diện đã công bố phân tích vào ngày 12 tháng 1 liên quan đến lực lượng Nga chiến đấu ở khu vực kherson krinky Theo con số, lực lượng của Moscow đã mất ít nhất 20 xe tăng, hơn 60 xe bọc thép chở quân và hơn 25 hệ thống pháo binh trong cuộc giao tranh trong và xung quanh đầu cầu. Con số này tương đương với tổng số vũ khí hạng nặng mà lữ đoàn súng trường cơ giới được trang bị đầy đủ của Nga nắm giữ. Cả người phát ngôn của Oryx và lực lượng vũ trang Ukraine AFU đều tuyên bố rằng tổn thất thực tế của Nga chắc chắn lớn hơn những con số đã được xác nhận này. Các chuyên gia ước tính tỷ lệ thương vong của Ukraine so với tổn thất của Nga thấp hơn từ 5 đến 15 lần. Một báo cáo từ ngày 15 tháng 1 từ ISW, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington đánh giá rằng các lực lượng Nga đã giành lại thế chủ động trên hầu hết mặt trận Ukraine, nhưng chưa giành được thế chủ động trên chiến trường ở Kherson Oblast, nơi có Green Key. Emil Kaster-Helmy, nhà phân tích OSINT người Phần Lan, cho biết, những thành công gần đây của phòng không Ukraine có thể đã làm giảm hỏa lực sẵn có của Nga để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của thủy quân lục chiến ở đầu cầu. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ máy bay Nga vào tháng 12. Điều này được cho là đã khiến lực lượng không quân Nga phải hoạt động cẩn thận hơn trước đầu cầu Krenki. Số lượng các vụ tấn công trước và sau vụ việc rất khó đánh giá chính xác, nhưng có một số dấu hiệu cho thấy vụ đánh bom hiện nay thực sự đã bớt dữ dội hơn trước, Kastahalmi nói với Kyiv Post. Trong những tuần và tháng tới, các nguồn tin nói với Kyiv Post, chiến đấu xung quanh đầu cầu khó có thể thay đổi nhiều rất có thể nó sẽ trở thành một cuộc chiến tiêu hao giữa những người nga đang cố gắng đẩy quân tiến về phía trước ở địa hình khó khăn dưới bầu trời ồn ào với máy bay không người lái tấn công của ukraine chống lại các tuyến phòng thủ vững chắc của thủy quân lục chiến ukraine homi nói người ukraine đang chiến đấu trong một trận chiến khó khăn nhưng người nga vẫn chưa thể loại bỏ được đầu cầu và nếu chiến thuật của họ không được cải thiện bằng cách nào đó thì những thay đổi đặc biệt nhanh chóng trong tình hình sẽ không thể xảy ra một cuộc đột phá của Ukraine cũng sẽ là một điều bất ngờ. Vì mặc dù quân Nga chịu tổn thất, nhưng họ vẫn chiếm ưu thế về xe tăng, các phương tiện khác và quân nhân. Họ cũng có những vị trí kiên cố hơn ở phía sau, chỗ ẩn nấp tự nhiên để chiến đấu và có tình hình tiếp tế dễ dàng hơn. Thưa quý vị, Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirill Budanov cho rằng Nga đang vật lộn với việc kiểm soát chất lượng vũ khí và mất nhiều quân hơn số lượng có thể tuyển mộ. Ông cũng nói chưa có bằng chứng về cái chết của trùng Wagner Prigozhin. Tờ Financial Times mới đây đã đăng tải cuộc phỏng vấn với Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine GUA Kirilo Budanov. Trùm tình báo 38 tuổi của Ukraine đã đưa ra nhận định về một loạt những điểm yếu của Nga. Ông cho rằng Nga đang tiêu tốn nhiều vũ khí và đạn dược hơn mức có thể sản xuất, đồng thời phải vật lộn với vấn đề kiểm soát chất lượng. Đây chính xác là lý do giải thích việc Nga tìm kiếm vũ khí ở các nước khác, ông nói, và nhận định Triều Tiên hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Nga. Nhân lực cũng là một thách thức khác mà Moscow phải đối diện. Theo ông Vodanov, Nga đang mất ngang ngửa hoặc thậm chí nhiều binh lính hơn mức có thể tuyển bộ phụ tá của ông Budanov báo cáo rằng có khoảng 1.000 đến 1.100 người gia nhập quân đội Nga mỗi ngày trong tuần trước thông qua huy động hoặc tình nguyện nhập ngũ. Và cũng theo trung tình báo Ukraine, khi việc huy động quân bị thiếu hụt, các nhóm lính đánh thuê sẽ giúp lấp đầy hàng ngũ cho Nga. Ông Budanov khẳng định nhóm Wagner vẫn tồn tại, bác bỏ thông tin cho rằng nhóm này đã bị giải tán. Về số phận của trùm Wagner-Brigozin, người được báo cáo là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay năm 2023, ông Bodadov nói, tôi không nói ông ta đã chết hay chưa, tôi đang nói rằng không có một chút bằng chứng nào cho thấy ông ta đã chết. Tháng này, GUR đã lập chiến công khi có thể điều máy bay không người lái tấn công vào tận thành phố Sanbatakpur của Nga, tấn công một cầu cảng chuyên dụng bốc dở dầu, nhắm mục tiêu vào một nhà máy thuốc súng, cũng như một kho chứa dầu ở vùng Bransk của Nga, ngay phía bắc biên giới với Ukraine. Chiến thuật này đã khiến một số người phương Tây ủng hộ Ukraine cảm thấy khó chịu. Một số lo ngại nó sẽ gây ra phản ứng mạnh và thậm chí là phản ứng hạt nhân từ phía Nga. Song ông Budanov không hề lay chuyển trước những lo ngại như vậy và thề sẽ tiếp tục tấn công vào sâu bên trong nước Nga. Trong tin báo của Ukraine từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán táo bạo nào về năm 2024, nhưng hy vọng thành công của Ukraine sẽ lớn hơn các thành công của Nga đến với một động thái ăn miếng trà miếng đầy thú vị. Theo đó, chúng ta không thể dùng tư duy của người bình thường để nói chuyện với kẻ điên được, thưa quý vị. Vì vậy, như để chơi khăm việc Nga xác nhập phi pháp bốn tỉnh của Ukraine trước đó, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh tuyên bố chủ quyền lịch sử sáu tỉnh của Nga. Điều này đã khiến chúa tể những lần xanh đỏ là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev phản ứng gây gắt. Ngày 23 tháng 1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev phản ứng rắn vụ Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh tuyên bố chủ quyền lịch sử sáu tỉnh của Nga gồm Krasnodar, Rostov, Voronezh, Belgorod, Kursk và Bryansk, thuộc vùng Tây Nam của Nga, theo đài RT. Cụ thể, hôm 22 tháng 1, ông Zelensky ký sắc lệnh tuyên bố 6 địa phương trên là lãnh thổ lịch sử của người Ukraine vì người dân Ukraine từng sinh sống và làm chủ những địa phương này. Theo hãng thông tấn Ukraine Farm, sắc lệnh của ông Zelensky gồm một Kế hoạch bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân Ukraine tại những lãnh thổ trên. 2. Công bố rộng rãi đến thế giới rằng 6 tỉnh trên là lãnh thổ lịch sử của Ukraine. Và 3. Bảo đảm người dân Ukraine tại các vùng trên được tiếp cận ngôn ngữ và văn hóa Ukraine. Theo RT, ông Medvedev bác sắc lệnh trên của ông Zelensky cho rằng đó là nỗ lực của Kyiv nhằm di chuyển sự chú ý của thế giới khỏi tiền tuyến, nơi quân Ukraine đang chịu nhiều tổn thất. Ông Medvedev còn nhấn mạnh rằng ông không quan tâm nội dung sắc lệnh có gì, bởi những vùng lãnh thổ trên vốn thuộc chủ quyền của Nga và Kyiv hoàn toàn không có quyền hạn gì đối với những lãnh thổ này. Ukraine phản pháo sau khi được kêu gọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga thưa quý vị đáp lại đề xuất của thủ tướng Slovakia Robert Fico về thỏa hiệp lãnh thổ với Nga bộ ngoại giao Ukraine khẳng định điều này là không thể Oleg Nikolenko người phát ngôn bộ ngoại giao Ukraine cho biết không thể có sự thỏa hiệp về toàn vẹn lãnh thổ không phải đối với Ukraine Slovakia hay bất kỳ quốc gia nào khác Ông tuyên bố rằng Ukraine và các đối tác đang nỗ lực đẩy người Nga ra khỏi Crimea, Donbass và Lugansk để họ không tiến xa hơn tới Koshy, Rishap và các vùng đất khác của Slovakia, một quốc gia NATO. Hãy thành thật mà nói, không có an ninh ở Ukraine có nghĩa là không có an ninh ở Slovakia hay châu Âu nói chung. Chúng ta phải hợp tác cùng nhau để đưa chiến thắng của Ukraine đến gần hơn trước đó thủ tướng slovakia tuyên bố rằng ông dự định thông báo tại cuộc gặp với người đồng cấp ukraine denis mahon rằng ông sẽ ngăn chặn việc ukraine gia nhập nato bằng mọi cách có thể thủ tướng fico cho biết ukraine là quốc gia chịu ảnh hưởng tuyệt đối của mỹ và ám chỉ rằng nước này nên nhường một phần lãnh thổ cho nga cần phải có một số thỏa hiệp điều này sẽ rất đau đớn cho cả hai bên họ mong đợi điều gì người nga rời crimea donbass và lugansk điều đó là không thực tế ông nói Ông Fico cảnh cáo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ chỉ dẫn đến thảm họa toàn cầu do kịch bản xung đột trực tiếp giữa liên minh quân sự và Nga có thể bùng phát. Tôi sẽ nói với phía Ukraine rằng tôi sẽ phủ quyết và ngăn chặn nỗ lực gia nhập NATO của Kyiv, bởi vì đó chính xác sẽ là cơ sở khiến Thế chiến thứ ba bùng phát và không có gì khác. Ông cho hay, Trước đó, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, ông Fico đã nhắc lại tuyên bố trước đó của ông rằng cuộc chiến Nga-Ukraine không thể có giải pháp quân sự. Trước khi ông Fico nhậm chức sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 9 năm 2023, Slovakia là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev một cách mạnh mẽ khi cung cấp hàng loạt các loại vũ khí tinh vi, bao gồm máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không. Sau khi nhận chức, ông Fico đã dừng viện trợ quân sự cho Kiev, Trước đó, ông đã nhấn mạnh viện trợ cho Ukraine khiến Slovakia không có khả năng tự vệ và chỉ kéo dài tình trạng thù địch. Ông cũng đã nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc xung đột Ukraine. Ông cho rằng sự hỗ trợ lâu dài dành cho Kyiv là phung phí, vô ích nhân lực và tiền bạc. Trong tất cả những bối cảnh này, giám đốc điều hành SpaceX tỷ phú Elon Musk dự đoán năm 2024 sẽ còn điên rồ hơn so với 4 năm trước đó. Nhận định này được ông đưa ra để đáp lại bài đăng của một nhà quan sát ẩn danh được biết đến với cái tên Wall Street Silver trong đêm giao thừa. Liệu chúng ta có thể có một năm bình thường vào năm 2024 hay không? Chúng ta không đáng nhận được điều đó sau 4 năm điên rồ sao? Người này hỏi. Tôi dự đoán năm 2024 sẽ còn điên rồ hơn nữa, tỷ phú Elon Musk trả lời. Ông không dự đoán cụ thể về bất kỳ sự điên rồ nào có thể xảy ra nhưng trong một loạt các bài đăng tiếp theo, tỷ phú này đã đề cập đến tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo AI, số người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ cao kỷ lục. Trong năm 2023, tỷ phú Musk liên tục cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Tỷ phú này đã cung cấp cho Ukraine quyền truy cập miễn phí dịch vụ Internet Starlink của SpaceX, nhưng từ chối kích hoạt dịch vụ ở khu vực lân cận Crimea vì lo ngại Kyiv sẽ sử dụng Starlink để vẽ đường cho xuồng không người lái tiếp cận tàu chiến Nga. Hàng trăm bình luận dưới bài đăng của Musk cho rằng, phần lớn sự biến động của năm nay sẽ tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tỷ phú Musk không ủng hộ một ứng cử viên cụ thể nào, nhưng ông từng nói với khán giả vào tháng 11 rằng ông sẽ không bỏ phiếu cho tổng thống Joe Biden. Tỷ phú Musk nói thêm rằng việc ông từ chối ủng hộ Tổng thống Joe Biden sẽ không đồng nghĩa với việc bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa. Thưa quý vị, thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ước dày. Làm việc ác thì không thể tránh khỏi việc nhận trái đắng. Hóa ra, đồ tể của nước Nga cũng biết sợ, thưa quý vị. Theo đó, một đoạn video mới xuất hiện đã cho thấy quân đội Nga đang triển khai nhiều hệ thống phòng không S-300 xung quanh quê hương của Tổng thống Vladimir Putin ở San Petersburg sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra gần đây vào khu vực Leningrad. Kênh tin tức Telegram độc lập của Nga Astra đã chia sẻ một đoạn clip dài 36 giây vào thứ Ba ngày 23 tháng 1 cho thấy một người dân địa phương tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy nhiều hệ thống phòng không S-300 được lắp đặt trong khu vực. Có vẻ như họ đang đặt chúng ở khắp mọi nơi trong khu vực. Chúng ta thấy đấy, có một chiếc S-300 được đặt khắp San Petersburg. Vì vậy, các bạn, chúng tôi đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, người này nói. Được biết, trước đó vào ngày 18 tháng 1, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một kho dầu ở San Petersburg, đánh dấu lần đầu tiên một máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào khu vực quê hương của Putin kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 một trong những máy bay không người lái được phóng trong cuộc tấn công đó bay qua dinh thự Vandai của Putin. Cuộc tấn công thứ hai gần thành phố San vào đêm Chủ nhật đã tấn công một nhà ga xuất khẩu khí đốt lớn ở cảng Ust-Luga, cảng Baltic lớn nhất của Nga, gây ra một đám cháy lớn và làm ngừng cung cấp nhiên liệu. Tờ báo Kyiv Post đưa tin, cơ quan an ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ việc đó. Xe tăng Israel bao vây hai bệnh viện tại Khan Yunis, thành trì Hamas ở miền nam giải Gaza, khiến dân địa phương không thể dùng dịch vụ y tế. Hội chữ thập đỏ Palestine hôm nay thông báo mất toàn bộ liên lạc với y bác sĩ tại bệnh viện al Aman, trung tâm hoạt động chính của tổ chức này ở thành phố Khan Yunis, sau khi hàng loạt xe tăng Israel xuất hiện bên ngoài. Các xe thiết giáp Israel cũng lần đầu tiến vào quận Al-Mawashi, gần bờ biển địa trung hải, bao vây bệnh viện Al-Khair và đại học al assa gần đó, nơi trú chân của hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Các nhân chứng tại bệnh viện Nasser, cơ sở y tế lớn nhất còn hoạt động ở giải Gaza, nói rằng những khoa điều trị chấn thương đang quá tải đến mức bác sĩ phải cứu chữa bệnh nhân nằm trên sàn và hành lang. Giới chức y tế địa phương nói rằng, ít nhất 20 thi thể đã được chuyển đến Bệnh viện Nasser trong đêm qua, và con số có thể tăng lên do xe tăng Israel đang trên đường phố khiến nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận nhiều nạn nhân. Lực lượng chiếm đóng đã phát động cuộc tấn công trên không và trên bộ lớn chưa từng thấy nhằm vào Khan Yunis. Hàng loạt người đang mắc kẹt gần bệnh viện Al-Mawashi cũng như trong bệnh viện Al-Aman và Đại học Al-Khasa. Người dân phải chở người chết và bị thương trên xe lửa kéo, một y tá giấu tên tại bệnh viện Nasser cho hay. Phát ngôn viên cơ quan y tế Gaza Adrab al cho biết các cuộc tập kích của Israel đã khiến ít nhất 50 người chết và 100 người bị thương kể từ đêm 21 tháng 1. Lực lượng Israel đang ngăn cản xe cứu thương vận chuyển tử thi và người bị thương từ phía tây Khan Yunis, ông cho hay. Cư dân địa phương cho hay Khan Yunis đang trải qua những trận tập kích dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 10 năm 2023, do lực lượng tăng thiết giáp Iran tìm cách tiến quân từ phía đông đến những khu vực giáp biển ở phía Tây. Sau nhiều tuần tập trung tấn công miền Bắc giải Gaza, quân đội Iran hồi tháng trước điều bộ binh tiến vào miền Nam với mục tiêu chính là thành phố Khan Yunis, thành trì của Hamas ở khu vực. Xung đột đã khiến ít nhất 25.295 người thiệt mạng và hơn 63.000 người bị thương ở giải Gaza phần lớn trong 2,3 triệu cư dân tại giải Gaza đang tập trung tại thị trấn Deir al-Balad và Rafah, giáp thành phố Khan Yunis. Họ phải sống chen chúc trong các công trình công cộng, cùng những căn lều tạm bỡ tại những khu tập trung đông đúc. Đến với mặt trận Trung Đông với nhiều diễn biến căng thẳng không kém, thưa quý vị, quân đội Israel cho biết 21 binh lính của họ đã thiệt mạng trong vụ nổ lớn ngày 22 tháng 1 đây là thiệt hại lớn nhất trong một ngày đối với quân đội Israel từ khi bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công vào giải Gaza. Theo đó, các binh sĩ đang chuẩn bị chất nổ để phá hủy hai tòa nhà ở trung tâm Gaza hôm thứ Hai, thì một kẻ khủng bố bắn đạn thật vào một chiếc xe tăng gần đó. Vụ nổ kích hoạt chất nổ khiến các tòa nhà đổ sập đè lên những người lính bên trong. Associated Press cho biết đây là vụ việc nguy hiểm nhất liên quan đến lực lượng IDF kể từ khi cuộc chiến kéo dài 3 tháng của Israel chống lại phiến quân Hamas bắt đầu. Theo cập nhật mới nhất, đã có thêm 3 binh sĩ được xác nhận đã thiệt mạng, nâng tổng số lên 24 người trong vòng 24 giờ qua. Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galen cho biết đây là buổi sáng khó khăn sau tin này, nhưng sự ngã xuống của những người lính buộc chúng tôi phải đạt được mục tiêu của cuộc chiến. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy cho đến khi Israel tiêu diệt được nhóm khủng bố Hamas cầm quyền và giành được tự do cho hơn 100 con tin bị giam giữ ở Gaza. Các quan chức Bộ Y tế Gaza cho biết hôm thứ Hai rằng ít nhất 25.295 người Gaza đã thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Asraf al khidra nói với Reuters rằng ít nhất 50 người đã thiệt mạng vào tối chủ nhật tại Khan Yunis, trong khi các cuộc bao vây tại các cơ sở y tế khiến hàng chục người chết và bị thương, nằm ngoài tầm với của lực lượng cứu hộ. Không có thông tin nào từ phía Israel về tình hình tại bệnh viện và văn phòng phát ngôn viên quân sự cũng không đưa ra bình luận nào tạm rời xa chiến sự Nga-Ukraine ở Đông Âu để đến với mặt trận Trung Đông nơi xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang với hàng loạt vụ giao tranh. Đáng chú ý nhất là ở thành phố Khan Yunis, miền Nam Gaza. Giao tranh dữ dội ở Khan Yunis, 40 người chết. Ngày 23 tháng 1, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng Israel ngày qua đã triệt hạ hơn 100 chiến binh Hamas ở khu vực phía tây thành phố Khan Yunis trong các trận giao tranh căng thẳng, theo tờ The Times of Israel. Lực lượng của chúng tôi đang tiếp tục tấn công trên diện rộng vào phía tây Khan Yunis, một trong những thành trì chính của Hamas. Đây là một khu vực phức tạp, đông dân cư và nhiều kẻ khủng bố Hamas đang ẩn náu trong khu vực để cố gắng đột kích chúng tôi, ông Hakari nói. Phát biểu một ngày sau vụ nổ làm 21 binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza, ông Hakari nhấn mạnh rằng Israel đang chiến đấu dũng cảm bằng nhiều phương pháp khác nhau với sự hỗ trợ từ trên không và tình báo tầm gần. Trong ngày, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã phá hủy mạng lưới đường hầm lớn của Hamas ở Khan Yunis, nơi có địa điểm sản xuất vũ khí chứa lòng đất lớn nhất được phát hiện ở miền nam Gaza cho đến nay. Theo lực lượng phòng vệ Israel, khi binh sĩ Israel đột kích vào khu vực, các tay súng Hamas đã nổ súng và phóng đạn chống tăng về phía Israel. Ngoài ra, Hamas cũng cho nổ lối vào một số đường hầm nhằm ngăn chặn lực lượng Israel tiến vào. Lực lượng phòng vệ Israel nói rằng đã bắn súng máy, pháo kích bằng xe tăng và không kích vào khu vực trên, khiến nhiều tay súng Hamas sau đó đã phá hủy đường hầm. Cũng tại Khan Yunis, lữ đoàn Ankurs, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Jihad, cũng là một nhóm vũ trang ở Gaza tuyên bố đã tấn công Israel 4 lần trong ngày qua. Israel tấn công tài sản quân sự của Hezbollah và lực lượng Iran ở Liban. Ngày 23 tháng 1, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tấn công một tài sản quân sự thuộc về nhóm vũ trang Hezbollah và lực lượng Iran ở Liban, theo The Times of Israel. Israel nói rằng các máy bay chiến đấu của nước này đã phá hủy một tài sản quân sự được Hezbollah sử dụng và do lực lượng Iran vận hành. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả được phóng rocket của Hezbollah vào một căn cứ kiểm soát không lưu của Israel trước đó cùng ngày. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Israel cho biết thêm rằng binh sĩ nước này cũng đã tấn công các mục tiêu khác của Hezbollah ở miền nam Liban. Houthi yêu cầu tất cả nhân viên Mỹ, Anh của Liên Hiệp Quốc rời khỏi Yemen. Ngày 23 tháng 1, một quan chức Liên Hợp Quốc nói với hãng tin AFP rằng nhóm vũ trang Houthi đã yêu cầu tất cả nhân viên người Mỹ và Anh của Liên Hợp Quốc rời khỏi Yemen trong vòng một tháng. Cụ thể, lực lượng Houthi ở khu vực thủ đô Sana Yemen do nhóm này kiểm soát đã thông báo với điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc rằng các nhân viên mang quốc tịch Anh và Mỹ có một tháng để chuẩn bị rời khỏi đất nước. Họ phải sẵn sàng rời đi ngay khi hết thời hạn, theo lá thư Houthi gửi đến điều phối viên Liên Hợp Quốc. Theo AFP, dù chỉ kiểm soát một phần lãnh thổ của Yemen, Houthi nắm quyền quản lý hầu hết các trung tâm dân cư của đất nước, Liên Hợp Quốc và các đối tác đã lưu ý đến điều này và đang chờ xem các bước tiếp theo là gì, một quan chức Liên Hợp Quốc yêu cầu giữ tên cho biết. Cùng ngày, Ngũ Giác Đài cho biết, Mỹ đã phá hủy hoặc làm suy giảm 25 cơ sở phóng hỏa tiễn của Houthi và hơn 20 hỏa tiễn ở Yemen kể từ khi Washington phát động cuộc tấn công vào Houthi. Khả năng ngừng bắn một tháng ở Gaza theo tin từ reuters israel và hamas đồng ý về mặt nguyên tắc rằng hai bên có thể ngừng bắn một tháng ở gaza để tiến hành trao đổi con tin israel và người palestine bị israel bắt giam song thời điểm này kế hoạch khung đang bị trì hoãn do sự khác biệt của hai bên về cách chấm dứt hẳn chiến sự ở gaza trong những tuần gần đây, ta Mỹ và Ai Cập dẫn đầu nỗ lực hòa giải, tập trung vào các tiếp cận theo từng giai đoạn để thả các loại con tin Israel khác nhau, bắt đầu với dân thường và kết thúc với binh lính, để đổi lấy việc tạm dừng chiến sự, thả người Palestine bị Israel bắt và hơn thế nữa là viện trợ cho Gaza. Theo nguồn tin của Reuters, vòng ngoại giao con thoi quốc tế mới nhất bắt đầu vào ngày 28 tháng 12/2023. Ban đầu phía Hamas đề xuất ngừng bắn vài tháng, Israel được cho trong tuần này đã đưa ra lời đề nghị ngừng bắn 2 tháng. Trong thời gian này, Hamas sẽ thả các con tin để đổi lấy người Palestine bị Israel bắt theo từng giai đoạn. Theo đề xuất này, lãnh đạo Hamas, yahya Qua và các lãnh đạo hàng đầu khác của nhóm này ở Gaza sẽ được phép di dời sang các nước khác. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ đề xuất này theo một quan chức Ai Cập. Sau quá trình đàm phán thì thời gian đề xuất ngừng bắn được thu lại còn khoảng 30 ngày. Tuy nhiên, Hamas không đồng ý cho đến khi thống nhất được các điều kiện trong tương lai về một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn. Trong khi Israel tìm cách đàm phán từng giai đoạn một thì Hamas đang tìm kiếm một thỏa thuận trọn gói, đồng ý về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trước khi các con tin được thả theo giai đoạn đầu. Hiện Israel và Hamas đang trao đổi thông qua các trung gian hòa giải, không nói chuyện trực tiếp. Khả năng còn 132 con tin bị Hamas giam ở Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel đã xác nhận 28 con tin thiệt mạng trong số những người vẫn bị Hamas giam giữ, trích dẫn thông tin tình báo mới và những phát hiện mà quân đội hoạt động ở Gaza thu được. Thi thể của 8 con tin cũng được tìm thấy và 3 con tin đã bị quân đội giết nhầm. Thêm một người nữa được đưa vào danh sách mất tích từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và vẫn chưa rõ số phận. Mỹ tấn công vị trí các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq đáp trả những vụ tập kích gần đây vào căn cứ của Washington. Lực lượng Mỹ đã thực hiện các đòn tấn công cần thiết và tương xứng vào ba cơ sở được sử dụng bởi Kataeb Hezbollah và các nhóm dân quân có liên hệ với Iran ở Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ La Austin cho biết ngày 23 tháng 1. Những đòn tấn công chính xác này đáp trả loạt vụ tập kích do các nhóm được Iran hậu thuẫn thực hiện nhằm vào binh sĩ Mỹ và liên quân ở Iraq Syria. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ Sencom thông báo đã nhằm vào các trụ sở kho lưu trữ, địa điểm huấn luyện và năng lực tập kích UAV của Khai tráp Hezbollah. Bộ Ngoại giao Mỹ coi Khai tráp Hezbollah là tổ chức khủng bố vào năm 2009. Ông Austin nói, Mỹ không muốn leo thang xung đột tại khu vực, nhưng luôn sẵn sàng triển khai thêm biện pháp để bảo vệ nhân sự và cơ sở của Mỹ. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, lực lượng nước này tại Iraq và Syria đã bị tấn công hơn 150 lần kể từ giữa tháng 10, phần lớn do lực lượng dân quân thân Iran thực hiện. Các vụ tập kích này nhằm phản đối hỗ trợ của Mỹ cho chiến dịch tấn công giải Gaza để trả đũa Hamas của Israel. Lực lượng Mỹ đã tập kích đáp trả các vị trí ở Iraq và Syria và gần đây hạ một thành viên cấp cao nhóm dân quân Iran ở thủ đô Baghdad đòn tấn công vào mục tiêu ở Baghdad khiến chính phủ Iraq phẫn nộ. Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani đã kêu gọi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu rơi khỏi nước này. Lực lượng Mỹ và đồng minh được triển khai tại Iraq từ năm 2014 để truy quét tàn dư tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng. Quân đội Mỹ có khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 lính tại Syria trong liên minh đa quốc gia. Thưa quý vị, kết quả kiểm phiếu ban đầu tại New Hampshire cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa ở bang này. Theo CNN, kết quả kiểm 50% số phiếu bầu sơ bộ tại New Hampshire cho thấy cựu tổng thống Donald Trump nhận được 54,6% sự ủng hộ, trong khi tỷ lệ của cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley là 43,5%. NBC News dự đoán ông Trump thắng tại New Hampshire và nhận được ít nhất 11 trong số 19 phiếu bầu của đại biểu của Đảng Cộng hòa tại bang này. New Hampshire là bang thứ hai tại Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và đầu tiên của Đảng dân chủ trong mùa bầu cử tổng thống năm 2024. Phần lớn điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 19 giờ, một số điểm mở cửa đến 20 giờ. Tổng thư ký bang New Hampshire Travis Kalan cho biết, lượng lớn cử tri đã tham gia bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa, ước tính đạt kỷ lục 322.000 người. Nhiều khu vực như Amherst, Brentwood, Cotcon còn đề nghị được cung cấp thêm phiếu bầu vào chiều 23 tháng 1. Ông Trump ngày 15 tháng 1 giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ ở Iowa. Hai ứng viên của Cộng hòa là Vivek Ramaswamy và Ron DeSantis đã rời cuộc đua trước đó, tuyên bố dành sự ủng hộ cho ông Trump nếu thắng new hampshire ông trump sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua giành đề cử đảng cộng hòa trong lịch sử mỹ chưa có ứng viên tổng thống nào thắng iowa và new hampshire hai bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ tại mỹ mà không nhận đề cử của chính đảng tương ứng về phía đảng dân chủ kết quả bầu cử sơ bộ ở new hampshire chỉ mang tính biểu tượng do bang này tổ chức bầu cử sơ bộ trái với quy định của đảng dân chủ Đảng Dân Chủ hiện có 3 ứng viên là Tổng thống Joe Biden, nữ tác giả Marianne Williamson và hạ nghị sĩ bang Minnesota Dean Phillips. NBC News cho biết ông Biden nhận được 67% phiếu bầu, ông Phillips và bà Williamson đều lần lượt nhận 19,9% và 3,7% trong số 25% tổng phiếu đã kiểm. Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng hàng loạt hỏa tiễn hành trình ra Hoàng Hải nhưng chưa xác định được thông số vũ khí. Chúng tôi phát hiện hàng loạt hỏa tiễn hành trình được Triều Tiên phóng về phía Hoàng Hải vào khoảng 7 giờ hôm nay 5 giờ Hà Nội. Giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích thông số của chúng, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết. Đây là vụ phóng hỏa tiễn thứ hai của Triều Tiên trong năm nay sau vụ thử hỏa tiễn đạn đạo tầm xa sử dụng nhiên liệu rắn đầu tiên hôm 14 tháng 1. Triều Tiên chưa bình luận về thông tin. Đợt phóng hỏa tiễn hành trình diễn ra trong lúc Hàn Quốc tổ chức diễn tập 10 ngày với nội dung triển khai lực lượng đặc diện xâm nhập lãnh thổ đối phương hoạt động nhằm ứng phó tình hình an ninh nghiêm trọng tại khu vực. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ luồn sâu và phá hủy mục tiêu trong khu vực do đối phương kiểm soát, chỉ huy đợt diễn tập cho hay. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, hỏa tiễn hành trình bay chậm và có uy lực kém hơn hỏa tiễn đạn đạo, khiến chúng dễ bị đánh chặn hơn. Nhưng khả năng bay thấp khiến loại vũ khí này dễ ẩn mình trước radar phòng không và có độ chính xác cao hơn. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cấm Triều Tiên thử nghiệm hỏa tiễn hành trình tầm xa. Triều Tiên đang sở hữu nhiều loại hỏa tiễn hành trình. Nước này lần đầu thử nghiệm hỏa tiễn hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 9 năm 2021. Trong một cuộc thử nghiệm gần đây nhất hồi tháng 9 năm 2023, Triều Tiên cho biết hai quả đạn phóng về hướng vùng biển phía tây bán đảo và bay theo quỹ đạo hình số 8, hoàn tất hành trình dài 1.500 km trong lần lượt 7.672 và 7.681 giây. Các quả đạn sau đó kích nổ ở độ cao 150 m bên trên một hòn đảo hoang, mô phỏng đòn đánh hạt nhân chính xác vào mục tiêu đối phương. Thưa quý vị, vậy là chỉ còn đúng một tháng nữa là cuộc chiến xâm lược của Putin ở Ukraine sẽ chính thức kéo dài được tròn 2 năm. Những ngày này, ngoài những đợt giao tranh nảy lửa ở Abdivka, thì tại khu vực sông Dnipro rộng dài, cuộc chiến UAV cũng diễn ra rất khốc liệt, gây chết chóc cho cả hai phía Nga và Ukraine. Không có nơi nào thực sự an toàn, thiết bị bay không người lái như tử thần lơ lửng trên bầu trời chờ cơ hội lao xuống. Cuộc đấu UAV trên sông Dnipro Phóng viên BBC đã có mặt tại hữu ngạn bờ Tây của sông Dnipro tại thành phố Kherson. Từ đây, người ta không thấy được lính Nga ở bờ sông thấp và có nhiều sinh lầy, nhưng họ biết chắc có lính Nga tại đó dấu hiệu về việc có lính nga bên kia là những loạt đạn pháo bắn sang hữu ngạn sông khi nhóm nhà báo bbc tiến tới một chung cư bỏ hoang việc pháo kích trong chiến tranh không phải điều lạ cái mới là máy bay không người lái uav một trong những khác biệt lớn của cuộc chiến nga ukraine so với các cuộc chiến tranh trước đó nhóm nhà báo bbc chuẩn bị gặp một đơn vị của quân đội ukraine chuyên xử lý vấn đề uav của đối phương khi bám vào thành tòa nhà và ẩn nấp dưới giếng cầu thang, nhóm phóng viên được dẫn vào bên trong, thoát khỏi những cơn gió đông lạnh buốt bên ngoài. Không gian bên trong khá ấm cúng. Đột nhiên, Artem, một trắc thủ Ukraine 20 tuổi đứng phát dậy. Họ nhận được thông báo phía Nga vừa phóng UAV bay vượt sông Dnipro. Timur, chỉ huy của tiểu đội Samozut thuộc lữ đoàn vệ binh 11 của Ukraine giải thích. UAV đối phương xuất phát từ một vị trí mà chúng tôi biết. Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ các trắc thủ đối phương, chúng tôi nắm được tọa độ nên sẽ cho UAV bay tới đó ngay. Có ít nhất 12 UAV nằm trên sàn nhà, tất cả đều chứa lựu đạn. Một con mèo, linh vật phi chính thực của tiểu đội này, dụi mõm vào cánh quạt của một chiếc UAV. Một UAV đã được đưa ra ngoài khi Atem đặt trên đầu mình bộ màn hình thực tế ảo VR dùng để quan sát hình ảnh từ camera trên UAV. Nhóm phóng viên nhìn lên TV khi Atem lái UAV bay qua sông vào khu vực lính Nga kiểm soát từ trên cao không thấy có dấu hiệu nào của sự sống bay được vài km uav của atem tới một khu vực công nghiệp thiết bị vượt qua nhà kho trước khi lơ lửng sát một tòa căn hộ tương tự như nơi cánh phóng viên bbc đang ẩn náu cuối cùng atem phát hiện một anten cạnh một cửa sổ ở khu vực giếng cầu thang và lao thẳng uav vào đó màn hình chuyển xanh atem thở hắt ra và gỡ bộ màn hình khỏi đầu atem tâm sự chúng tôi cũng rất xúc động khi lần đầu làm chuyện này nhưng giờ thì cái đó đã thành chuyện thường lệ. Artem kể tiếp. Trước khi nổ ra chiến tranh nga ukraine, tôi không có đủ thời gian để chơi điện tử. Nay tôi đã có đủ. Bức màn gây nhiễu bằng vô tuyến điện. Nhóm binh sĩ ukraine phóng tiếp UAV thứ hai, nhưng lần này màn hình chuyển sang ngay khi nó vượt sông. Phía nga đã kích hoạt hệ thống gây nhiễu. Chiếc UAV thứ ba liền xuất kích. Lần này UAV vượt qua được hệ thống phá sóng của nga. Artem đưa UAV quay trở lại tòa căn hộ lúc trước. Atem xác nhận anten đã bị phá hủy. Pin của UAV chỉ còn 10 phút. Atem lượng UAV ra ngoài để xem còn phát hiện được mục tiêu nào nữa. Đơn vị của Atem thời gian qua tấn công một trục đường chính mà quân Nga sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế. Dân thường bị cấm lái xe tới đó. Các trắc thủ UAV Ukraine tấn công bất cứ vật thể nào có bánh lăng trên con đường bộ này. Atem phát hiện một chốt kiểm soát của Nga và lao UAV vào đó. Tuy nhiên, lần này anh ta không gặp may nữa, phía Nga chĩa súng gây nhiễu về phía UAV của Atem. Thế là màn hình lại chuyển xanh, Atem lại thở dài. Timer giải bày, người Nga liên tục được bổ sung tại những nơi mà chúng tôi đã đánh vào nhiều lần, họ không ngán gì hết. Mỗi UAV của Ukraine trong tác chiến ở Dnipro có giá khoảng 500 đô la. Chu trình ở đây là vòng lập phóng, tìm kiếm và hủy diệt. Timur khoe đội của anh ta từng phá hủy được một hệ thống hỏa tiễn phòng không S-350 trị giá 136 triệu đô la. UAV của Ukraine được sử dụng theo cách này, đồng nghĩa với việc phía Nga không thể giấu được bất cứ thứ gì trong vòng 10 km tiền tuyến. Nhưng phía Nga cũng làm điều tương tự với quân đội Ukraine. Cuộc sống thừa thớt trên các con phố Kherson do các đợt oanh tạc cũng như hoạt động UAV trinh sát Nga. Nhóm phóng viên được lệnh di chuyển theo nhóm nhỏ để đề phòng UAV trinh sát tương lai của chiến tranh hiện đại. Tại một công viên phủ đầy tuyết ở Kaysan, nhóm nhà báo gặp một đội phòng không di động. Một viên phó chỉ huy của lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ 124 tự xưng là King cho biết đơn vị của anh ta trực 24 trên 7, chuyên ứng phó với các loại UAV của Nga, chủ yếu là loại Shahed do Iran sản xuất. King nói các nhà máy Nga đã được chuyển sang chế độ công nghiệp quốc phòng, thường xuyên tăng năng lực sản xuất vậy anh king có nghĩ rằng lực lượng ukraine có thể vượt sông với số lượng lớn trong năm nay không king trả lời cũng khó đấy chúng tôi chỉ đang nỗ lực bảo đảm việc ấy sớm xảy ra nhất có thể ukraine hiện phải thích ứng dựa vào nội lực trong bối cảnh các gói viện trợ quân sự cho họ đang bị kẹt giữa các bất đồng chính trị tại mỹ và liên minh châu eu trên một cánh đồng đóng băng ở ngoài okazan các trắc thủ uav tập luyện lái uav có gắn các chai nhựa giả là lựu đạn chỉ mất 14 tiếng đồng hồ để đào tạo xong một trắc thủ UAV. Chính phủ Ukraine đang khuyến khích người dân tham gia các khóa đào tạo miễn phí, cũng như tự chế UAV để cung cấp cho tiền tuyến. Stig, chỉ huy UAV của Ukraine giải thích, chúng tôi đang ở trong một cuộc đấu công nghệ, một cuộc đua vũ khí. Ai sẽ là bên phát minh sớm nhất, ai sẽ lắp ráp hiệu quả nhất. Stig nói, thời Thế chiến thứ nhất không quân ra đời, còn bây giờ chúng tôi khởi động cuộc chiến UAV. Trong hai thập niên nữa, đây có lẽ là yếu tố xoay chuyển cục diện của bất cứ cuộc chiến tranh nào. Ngày thứ 689 chiến sự Nga-Ukraine, giới chức Ukraine thông báo, Nga tiến hành được tập kích hỏa tiễn nhằm vào thủ đô Kyiv và thành phố Kharkiv, gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Hàng loạt vụ nổ xảy ra trong nội thành. Chúng tôi sẽ công bố chi tiết sau. Đừng rời khỏi nơi trú ẩn. Vitaly Klitschko, thị trưởng thủ đô Kyiv của Ukraine, viết trên Telegram hôm nay. Serhiy Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kyiv, cho biết, các hệ thống phòng khung đang đánh trả đòn không kích của Nga, thêm rằng nhiều ô tô đã bốc cháy ở quận Sviatoshin, gần trung tâm Kyiv. Reuters dẫn lời các nhân chứng nói rằng nhiều tiếng nổ lớn đã vang khắp thủ đô Kyiv và khu vực lân cận. Có những vụ nổ rất mạnh, nhà tôi đang rung chuyển, nghị sĩ Irina Cherasenko cho hay. Thị trưởng Kharkov Iho Terakov cùng ngày thông báo lực lượng Nga đang tập kích thành phố lớn thứ hai của Ukraine đã có nhiều vụ nổ, ông nói. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine trước đó phát báo động phòng không toàn quốc nói rằng Nga triển khai on cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 phóng hỏa tiễn vào nước này từ nhiều hướng. Các quả đạn liên tục thay đổi đường bay, nhiều hỏa tiễn đang nhằm vào Kiev, cơ quan này cho hay. Truyền thông Ukraine nói rằng một số vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Shostka ở tỉnh Sumy và Pavlovgrad ở tỉnh Dnipro. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023, trong bối cảnh Kyiv tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để bảo đảm nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này. Vadim Skibitsky, phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine nhận định, Nga vừa lặp lại xu hướng tấn công hạ tầng năng lượng, vừa tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Ukraine gần đây thông báo tỷ lệ đánh chặn máy bay không người lái UAV và hỏa tiễn Nga thấp hơn nhiều so với những đợt không kích hồi năm ngoái. Kiev lý giải rằng Moscow phóng lượng lớn hỏa tiễn đạn đạo khiến phòng không nước này khó đánh chặn hơn trong một diễn biến liên quan, tướng hàng đầu của nga, tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã không xuất hiện trước công chúng trong năm nay và điện kremlin vẫn chưa phản hồi trước những tin đồn về cái chết của ông sau cuộc tấn công của ukraine vào crimea bị sáp nhập trong tháng này, làm dấy lên thêm những đồn đoán về nơi ở của ông trên phương tiện truyền thông xã hội. người dùng mạng xã hội bắt đầu đặt câu hỏi về nơi ở của Gerasimov, người phụ trách các hoạt động chiến tranh của nga ở ukraine. Vào ngày 4 tháng 1, sau khi Kiev cho biết họ đã tấn công một sở chỉ huy quân sự của Nga gần Sevastopol và một đơn vị quân đội gần thành phố Yevpatoria trong các cuộc tấn công riêng biệt vào bán đảo Crimea. Tin đồn chưa được xác minh về việc Kirashimov bị viết ở Crimea bắt đầu lan truyền sau khi người dùng X, trước đây là Twitter và Telegram, chia sẻ một hình ảnh có nội dung hiển thị một thông báo được đăng bởi kênh Telegram của Nga, có hơn 34.000 người đăng ký. Thông điệp trong hình ảnh có nội dung theo dữ liệu sơ bộ, Valery Gerasimov, người đang ở sở chỉ huy gần Sevastopol vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Crimea. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Gerasimov đã thiệt mạng trong vụ tấn công Crimea, nhưng một số người đã đặt câu hỏi về sự im lặng của Điện Kremlin về vấn đề này hai tuần sau vụ việc hãng thông tấn nhà nước Ria Novosti đưa tin, Gerasimov được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào ngày 29 tháng 12 khi ông được chụp hình trao giải thưởng nhà nước cho các quân nhân xuất sắc trong quá trình chiếm giữ Marinka ở vùng Donetsk của Ukraine. Kể từ đó, ông không được các cơ quan truyền thông nhà nước trích dẫn hay đề cập đến, cũng như không xuất hiện trước công chúng. Trong một bài xã luận có tiêu đề Tướng Gerasimov ở đâu và tại sao điều đó lại quan trọng được đăng vào Chủ nhật tuần trước trên tờ Kiev Post. Đại tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Jonathan Swift và cựu nhà kinh tế Mark Todd đã viết rằng, mặc dù người ta nghi ngờ rằng Gerasimov đã chết, nhưng sự vắng mặt liên tục của ông ta trên sân khấu công cộng và sự im lặng trên đài phát thanh của Moscow cho đến nay về tình trạng của ông ta là thú vị. Các tác giả viết, thật là kỳ lạ khi Điện Kremlin không phản hồi trước tin đồn rằng ông đã bị giết ở Crimea vì Kremlin đã phủ nhận cái chết của chỉ huy đô đốc Viktor Sokolov ngay sau vụ phóng hỏa tiễn Storm Shadow tấn công vào trụ sở hạm đội Biển Đen vào ngày 22 tháng 9 năm 2023. Được biết vào năm ngoái, khi người ta không nhìn thấy Gerasimov trong nhiều tuần sau cuộc binh biến thất bại do cố lãnh đạo tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin lãnh đạo vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, những tin đồn tương tự cũng xoay quanh tung tích của vị tướng này với một số suy đoán về việc liệu ông có bị cách chức hay không. Điện Kremlin dường như đã nhanh chóng dập tắt những tin đồn đó và công bố một đoạn video cho thấy ông đang làm nhiệm vụ ở Ukraine chỉ một tuần sau khi tin đồn bắt đầu. Và tiếp tục bản tin sẽ là một tin vui cho lực lượng phòng vệ thưa quý vị. Theo đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa ký một thỏa thuận lớn về đạn dược mà họ cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine những gì nước này đang rất cần. Cụ thể hơn nữa, vào ngày 23 tháng 1, NATO thông báo đã ký thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ euro, 1,2 tỷ đô la để mua đạn pháo trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng kể từ cuối năm ngoái, khiến kho vũ khí và đạn dược của Ukraine cạn kiệt. NATO đã bật đèn xanh cho việc mua 220.000 quả đạn 155 ly, loại đạn pháo được sử dụng nhiều nhất ở Ukraine. Theo các nguồn tin, loại đạn này sẽ do các hãng vũ khí Nestor của Pháp và Jungen của Đức cung cấp. Điều quan trọng là bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi, xây dựng kho dự trữ của riêng chúng tôi và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết. Cuộc xung đột ở Ukraine là trận chiến về đạn dược, ông Stoltenberg nói với các phóng viên. Khi tình hình chiến trường chững lại trong những tháng gần đây, Nga và Ukraine tăng cấp đôi cường độ tấn công bằng pháo, hỏa tiễn và máy bay không người lái. Ngành công nghiệp vũ khí của Nga vượt xa Ukraine, nên Kyiv đang phải vật lộn để thuyết phục phương Tây tiếp tục hỗ trợ cả nguồn tài chính và vũ khí. Theo ước tính của Liên minh châu Âu EU, Ukraine bắn khoảng 4.000-7.000 quả đạn pháo mỗi ngày trong mùa hè năm ngoái, còn Nga bắn hơn 20.000 quả đạn mỗi ngày để tấn công Ukraine. Nhờ kho dự trữ vẫn còn đáng kể, trong những tuần gần đây, Nga tăng cường không kích nhằm lấn át hệ thống phòng không của Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết, Nga phóng khoảng 500 máy bay không người lái và hỏa tiễn trong thời gian từ 29 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1. Ukraine và các đồng minh đang cố gắng theo kịp. Kyiv cho biết họ dự định sản xuất 1 triệu máy bay không người lái trong năm 2024. Dù EU không thực hiện được cam kết cung cấp 1 triệu viên đạn pháo trong năm 2023, nhưng các quan chức cho biết họ kỳ vọng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ tăng sản lượng vào cuối năm nay. Đầu tuần này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khi thăm Ukraine đã công bố cung cấp một khoản vay để giúp Kyiv mua vũ khí lớn hơn và thực hiện các cam kết về sản xuất chung. Tuy nhiên NATO lưu ý rằng số đạn pháo được mua theo thỏa thuận mới sẽ phải chờ 2 đến 3 năm mới có thể bàn giao. Trong khi đó, Mỹ dù từng là nước viện trợ chính của Ukraine, nhưng nay không thể gửi cho Ukraine bất kỳ loại đạn hoặc vũ khí nào vì vẫn phải chờ quốc hội phê duyệt kế hoạch ngân sách. Thưa quý vị, ở ngày 699 của chiến sự Nga-Ukraine, được biết quân đội Nga vẫn hy vọng lợi dụng thời tiết lạnh giá, liên tục tấn công khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine kiệt quệ, từ đó giành được những thắng lợi lớn trên bộ, ngay bây giờ, những tiến bộ là có thật, nhưng không lớn và khiến Nga phải trả giá cực đắt, theo kiev Post. Quân đội Nga đã giành lại thế chủ động trong cuộc chiến ở Ukraine, phát động các cuộc tấn công mới và giành được vị trí ở nhiều khu vực trên mặt trận chiến đấu dài 1.600 km, với cái giá phải trả là trong một số trận chiến, họ gánh tổn thất lớn, đặc biệt là ở các trận chiến ít sử dụng vũ khí công nghệ, Kiev Post đưa tin. Cuộc tiến công đáng kể nhất và được xác nhận rộng rãi nhất của Nga là xung quanh làng Komane, thuộc khu vực Luhansk-Kubensk phía đông bắc, nơi mà theo các nền tảng thông tin của Nga lần đầu tiên báo cáo vào ngày 22 tháng 1 rằng bộ binh cơ giới được hỗ trợ bởi thiết giáp của trung đoàn xe tăng 153 của Nga đã vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine. Truyền hình nhà nước Nga đã chiếu hình ảnh xe tăng T-80BV oanh tạc các vị trí của Ukraine ở tầm xa mà Ukraine không rõ có phản pháo hay không. Người phát ngôn của quân đội Ukraine đã thừa nhận mất quyền kiểm soát ngôi làng và khu đất rộng vài km vuông xung quanh ngôi làng vào tay Nga vào cuối ngày. Đến thứ Ba 23 tháng 1, xuất hiện hình ảnh những người lính Nga đến từ Trung đoàn 153 hiện diện bên trong Kratmane, người phát ngôn quân đội Ukraine Volodymyr Fitio trong các bình luận trên truyền hình được phát sóng toàn quốc đã hạ thấp thất bại nói rằng quân đội Ukraine đã di dời đến các vị trí tốt hơn và việc mất một ngôi làng đổ nát với năm tòa nhà là một phần trong chiến lược của Kyiv nhằm ưu tiên tiêu diệt binh lính và vũ khí của Nga. Ông khẳng định các tuyến phòng thủ trong khu vực này ổn định và tổn thất của Nga đang gia tăng. Đối phương không thể tiến xa hơn và không có mối đe dọa nào đối với các đơn vị lân cận. Tôi tin rằng những gì đã xảy ra chỉ là hiện tượng tạm thời vì tiền tuyến thay đổi hàng ngày, ông Fitio nói. Theo các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin lẫn Kiev, quân đội Nga hôm thứ Hai cũng đã xâm nhập vào trung tâm làng Bodanivka, ngoại ô thành phố chiến trường Bakhmut, giao tranh được cho là đang diễn ra trong từng căn nhà. Bên cạnh đó, trong một cuộc giao tranh gần đây, các binh sĩ Ukraine trên các xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất đã ngăn chặn một cuộc tấn công được dẫn đầu bởi xe tăng tốt nhất của Nga T-90M. Bradley đã hạ gục thiết giáp hạng nặng của Nga bằng một cơn mưa đạn nổ nhẹ được bắn bằng súng xích tổ lái của T-90 sau đó đã bỏ rơi xe tăng vì nó bốc cháy. Bản cập nhật tình hình sáng thứ Ba 23 tháng 1 do Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine công bố cho biết, các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp tục ở nhiều địa điểm nhưng chưa đạt được tiến bộ trên mặt đất. Theo Ukraine, trung tâm chính hiện nay của Nga thường được hỗ trợ bởi các cuộc khung kích là ở khu vực Ayivka. Giao tranh ác liệt do lực lượng mặt đất của Nga gây ra cũng đang diễn ra ở khu vực Zaporizhia và xung quanh đầu cầu của Ukraine ở bờ đông sông Dnipro, gần thành phố Kherson. Tổn thất của quân Nga được cho lặng ngày càng gia tăng, nhưng có rất ít sự dịch chuyển đáng kể của các tuyến chiến đấu. Theo tuyên bố chính thức của Ukraine, làn sóng tấn công mới của Nga trên khắp mặt trận giao tranh dài 1.600 km đã để con số tổn thất của Điện Kremlin lên gần mức cao kỷ lục trong ngắn hạn bao gồm tổng cộng 201 phương tiện quân sự Nga đủ loại đã bị lực lượng Ukraine vô hiệu hóa từ ngày 21 đến 22 tháng 1. Báo cáo tình báo Anh cũng cho biết tổn thất về nhân sự, phương tiện quân sự của Nga đã tăng 88% trong tuần qua và tổn thất xe tăng là 95%. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào.